cô gái đốt cồn nướng mực khiến mấy ông anh chạy tán loạn. Đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái được các anh trai nhờ nướng hộ vài con khô mực. Nhưng không hiểu vì lý do gì trong lúc lửa vẫn còn cháy cao thì cô gái này quyết định châm thêm cồn vào. Ngay lập tức cồn trong bình bắt lửa, phật cháy dữ dội khiến cô gái giật mình. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp phòng và lan lên cả những người anh trai đang nằm hưởng thụ. Kết quả là cả phòng được một phen hú vía tranh nhau bỏ chạy. Trong số đó có người còn cháy cả đồ. Bên dưới đoạn video nhiều dân mạng để lại bình luận. Tôi nghĩ cô gái ấy là đồ dáng của các quý phu nhân ở nhà, nhờ giải tán đám đông nhanh chóng ai về nhà đấy. Tôi nghĩ lỗi này là của các anh, bao nhiêu các anh đẹp trai thông minh không làm lại để cho một người phụ nữ làm. Chuyến này cháy cả mực khô lẫn mực tươi. Chị gái này hồi trước chắc môn hóa học online, châm cả can cồn vào lửa đang cháy thế kia cơ mà, em cũng chịu chị rồi đấy. Bạn nghĩ sao về tình huống này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.